Sau khi bị đánh bại ở phần trước thì giờ Cha Minh đổi sang làm diễn viên tự do. Hoàng tử đẹp trai ơi, hãy giải cứu ta với. Đừng lo công chúa, ta tới để đánh bại quái vật đây. Dù đã vào vai chính trong vở kịch nhưng hắn lại chẳng thể bằng vai phụ của Shrek. Mọi người ở dưới đều cười nhạo hắn, rồi có ngày, ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận. Nói xong hắn liền rời đi trong sự tức giận. Mạnh mẽ là thế nhưng sau hậu trường Cha Minh lại bật khóc như một đứa trẻ. Hắn không chấp nhận được cuộc sống diễn viên hài nữa nên nung nấu kế hoạch trả thù. Đang nói thì tờ báo bay cái bốp vào mặt, đưa tin Đức Vua đang ốm và là thời cơ tốt để cướp ngôi. Ở trong lâu đài thì Shrek đang phải làm thay vài công việc của Đức Vua. Có vẻ như công việc nào được anh đụng tay vào thì đều trở thành thảm họa. Đã thế còn phải lên đầu để xuất hiện trước công chúng. Ngay khi tấm rèm được kéo ra thì Shrek đang bận gãi mông. Phải đợi tới khi Fiona gọi thì anh mới mỉm cười quay mặt lại. Chưa được 3 giây thì cái nút thắt lưng bay thẳng vào mặt con lửa. Kích hoạt hiệu ứng cánh bướm khiến cho sân khấu thì bốc cháy. Về lại phòng thì Shrek cọc ra mặt, anh đã bảo rồi. Anh là Trần Tinh, không thể nào phù hợp với công việc hoàng gia như thế này được. Fiona muốn động viên Shrek. Cố lên nào anh yêu, chỉ vài ngày nữa là chúng ta được về lại đầm lầy rồi. Hai vợ chồng đang tâm sự thì có tên lính chạy vào, thông báo việc Đức Vua đang trong cơn hấp hối. Ông muốn giao lại vương quốc cho Shrek cai quản. Nhưng những việc gần đây khiến Shrek muốn Đức Vua suy nghĩ lại, liệu không còn cách nào khác sao cha? Ngoài các con ra thì chỉ còn một người duy nhất thuộc dòng tộc, tên cậu ấy là Arthur. Cha tin con sẽ làm được điều đúng đắn. Nói xong Đức Vua chút hơi thở cuối cùng rồi nhắm mắt xuôi tay. Ngày buồn nhất chính là ngày trời đổ mưa tầm tã, ai trong vương quốc cũng đều tiếc thương cho một vị vua tốt. Họ cùng nhau thực hiện nghi thức an táng cho ông. Ở một bên khác thì tên Cha Minh đang tìm đến quán rượu táo độc. Tại đây có kỵ sĩ không đầu, thuyền trưởng Húc và vô số kẻ xấu khác. Tên Cha Minh cố gắng lôi kéo mọi người về phía hắn. Tại sao chúng ta phải chịu những sự bất công này? Trong khi những kẻ chúng ta từng đối đầu lại được ăn sung mặc sướng ngoài kia, đã tới lúc chúng ta phải đòi lại những gì thuộc về chúng ta. Thế là lũ người xấu bắt đầu liên minh lại với nhau. Ở bến cảng thì nhóm của Shrek đang chuẩn bị lên đường tìm Arthur. Con lừa thì đang chào tạm biệt cô rồng và đàn con của nó. Mèo đi hia thì bận bịu chào những tình yêu duy nhất của chú. Shrek thì hứa với Fiona sẽ sớm quay về và cùng nhau trở lại đầm lầy của họ. Nói xong anh lên đường chào tạm biệt vợ. Fiona quyết định nói ra bí mật của mình. Cô nói mình đã có thai và Shrek sẽ sớm được làm cha. Ai nấy đều vỗ tay chúc mừng, chỉ có anh lại cười gượng gạo nhưng trong lòng đầy lo âu. Tối đến, trong khi đang ngủ thì Shrek mơ về gia đình và những đứa trẻ, một ngôi nhà đầy ắp những đứa con thơ. Chúng quậy phá khắp nơi khiến anh phải bật dậy khỏi cơn mơ, chẳng mấy chốc mà họ đã cập bến đến trường của Arthur. Đập vào mắt Shrek là một Arthur đẹp trai, tài năng, tư duy đỉnh cao, côn tim tốt, tố chất lãnh đạo và nhiều phẩm chất quý khác nữa. Như thế mới xứng đáng làm vua, nhưng tới khi Shrek bế cậu ta theo thì mới biết là nhầm người. Đẹp trai, tài năng, tư duy đỉnh cao, côn tim tốt, tố chất lãnh đạo và nhiều phẩm chất quý khác nữa là những điều mà Arthur không có mới đúng. Cả ba phải giả làm người dự thi trang phục linh vật thì mới được cho vô. Vừa vào trong thì Shrek liền hỏi Arthur đâu, mọi người đều chỉ về phía chàng trai đang bị treo lủng lẳng trên kia. Shrek kéo Arthur xuống và nói cậu ta chuẩn bị đồ để quay về làm vua mới của vương quốc Far Far Away. Nghe tin mình sắp làm vua thì Arthur bắt đầu gáy. Tôi nghĩ chúng ta đều có một bài học cho tất cả, đừng bao giờ coi thường người khác, vì biết đâu cái đứa mà chúng ta hay bắt nạt lại là vua của một vương quốc và sẽ trừng phạt những người từng bắt nạt nó. Nghe Arthur nói nhiều quá nên Shrek đành bế cậu ta đi. Ở cung điện thì Fiona đang được các công chúa ghé thăm, họ tặng vô số món quà mang bầu cho cô. Từ một cái điệu em bé cho tới một chú lùn để trông trẻ. Nói xong chuyện con cái họ chuyển qua chuyện hôn nhân, cô sẽ mệt mỏi, chán nản. Bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn, không còn lãng mạn nữa. Xin lỗi, nhưng mà trong các cô bao nhiêu người đã có con mà nói như đúng rồi thế. Bỗng nhiên mẹ rồng hét lên, tên Cha Minh cùng với đám người xấu đang tiến về cung điện. Chúng bắt đầu đập phá rồi cướp bóc khắp nơi, dọa cho người dân phải bỏ chạy. Mẹ rồng cũng bị chúng bắt lại. Thấy thế Fiona liền dẫn mọi người đến cánh cửa bí mật để tẩu thoát. Ngay khi tên Cha Minh và đồng bọn xông vào thì chúng chỉ thấy mấy nhân vật cổ tích. Một chú lợn vì quá sợ hãi nên đã khai ra việc Shrek đã lên đường đưa một người kế vị về đây. Ở trên tàu thì Arthur đang phải nghe về áp lực khi làm vua, nhưng cậu còn trẻ, còn muốn đi chơi nên cậu cho tàu quay trở lại trường. Shrek cố gắng giành lại vô lăng tàu thì lại khiến nó bị gãy. Con tàu không di chuyển được nên đâm thẳng vào mỏm đá phía trước. Mọi người cố gắng lắm mới lên được bờ. Shrek trách móc Arthur khi làm hỏng chuyện. Dù có thế nào thì cậu cũng phải quay trở về vương quốc Xa Ơi Là Xa để làm vua. Nghe xong Arthur liền đồng ý, cậu đi Xa Ơi Là Xa khỏi Shrek. Lừa khuyên Shrek nên đổi chiến thuật để tiếp cận Arthur. Cậu nói đúng, cái này thì sao? Đừng mà Shrek, tôi đùa thôi mà.
Red cố gắng đi theo Arthur để làm lành nhưng cậu lại bắt đầu bỏ chạy. Cứu tôi với, có một con quái vật đang cố làm thân với tôi. Một ông lão bước ra, trước đây ông là thầy giáo dạy phép thuật ở trường của cậu nhưng do tuổi đã lớn nên ông bị loạn trí. Ông chọn sống ở nơi này với sự thanh thản của tự nhiên. Drake hỏi ông đường về vương quốc xa ơi là xa nhưng Arthur không muốn đi. Thấy hai người cãi nhau nên ông thầy bắt họ phải thực hiện hành trình đến tâm hồn. Không còn cách nào khác nên Drake đành phải đồng ý. Đến tối, ông bắt mọi người nhìn vào ngọn lửa sự thật. Drake thấy cái nôi em bé thì liền nói dối là một con ngựa bảy màu. Arthur nhìn thấy chim cha và chim con chung một tổ. Nhưng chim cha lại bay đi, để lại chim con một mình cô đơn giữa thế gian này. Nghe xong Drake liền hiểu ra câu chuyện. Anh lại gần với Arthur để tâm sự, đôi khi cậu phải vượt qua nỗi sợ của mình để có thể bước tiếp. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì ít nhất cậu cũng có chúng tôi ở bên cạnh. Arthur nghe xong cũng cảm thấy bản thân không còn cô đơn trên thế gian này. Ở bên khác thì Fiona cùng các công chúa đang trốn thoát, nhưng vừa ra ngoài thì họ đã bị bắt lại. Công chúa tóc mây đã âm thầm phản bội để được lên làm hoàng hậu. Fiona cùng hội chị em thì bị tống vào nhà giam. Sáng hôm sau, khi Drake vừa tỉnh dậy thì thấy mình đã bị bao vây. Những tên cướp biển chạy đến tấn công anh, nhưng đâu biết anh là trùm đánh nhau. Anh kết hợp với Arthur xử lý tên này, dùng bụng tấn công tên kia. Thấy đồng đội gặp nguy hiểm anh liền lao đến, chỉ với tay không anh đã lật ngược khẩu pháo, bắn thẳng vào tên thuyền trưởng Hook. Cả đám thấy được sức mạnh của anh thì liền bỏ chạy. Nhận thấy vương quốc đang gặp nguy hiểm nên Arthur nhờ thầy dịch chuyển cả nhóm trở về, nhưng ông từ chối khi không còn loại phép thuật đó nữa. Thấy thế, Arthur liền giở trò nước mắt cá sấu để ăn vạ. Ta đã già rồi nên khi dịch chuyển sẽ có tác dụng phụ đấy. Nói xong ông liền phù phép để biến cả nhóm trở về Far Far Away. Drake và Arthur đều không sao, chỉ có lừa và mèo đi hia bị hoán đổi thân xác với nhau. Khi chạy về thì họ thấy tên vương quốc đã bị đổi thành Go Go Away. Ở trong thì mọi thứ tan hoang sơ xác, cướp giật ở khắp nơi. Họ tìm thấy Pinocchio và biết rằng tên cha Minh đang lên kế hoạch để bắt Drake thực hiện buổi biểu diễn hạnh phúc về sau. Bọn lính canh bất ngờ xuất hiện. Đừng sợ, tôi lo được. Mèo con sử dụng đôi mắt long lanh của lừa thì khiến mấy tên lính phát tởm. Thấy gì đây không? Ngài Drake sắp sửa đi biểu diễn mà các ngươi đang làm gì vậy? Không lo chuẩn bị đồ cho tối nay đi hay gì mà đứng đây làm trò con bò vậy hả? Đám lính nghe xong cũng ngơ người ra luôn nên phải đưa họ về cung điện. Tên cha Minh đang make up thì bỗng nhiên thấy Drake xuất hiện. Hắn nhanh tay nhấn nút báo động trước khi Drake kịp làm gì đó. Đám lính canh xuất hiện liền bao vây tất cả lại. Khi hắn đe dọa Arthur thì Drake nói mình chỉ lợi dụng Arthur để thay thế anh lên làm vị vua tiếp theo. Cảm thấy bị sỉ nhục nên cậu rời đi mà không biết rằng Drake đang cố bảo vệ cậu. Lừa và mèo đi hia bị bắt vào nhà giam chung với Fiona. Họ nói cho cô biết việc cha Minh định xử lý Drake trước toàn vương quốc tối nay. Tới lúc tìm đường thoát rồi mọi người, các công chúa, vào vị trí. Các cô đang làm gì vậy? Chờ được giải cứu chứ sao? Cô hy vọng gì từ ba cô công chúa này? Thấy thế hoàng hậu đành phải ra tay. Bà cho mọi người thấy thế nào gọi là thiết đầu công. Tới lúc các công chúa phải ra tay rồi. Trong trại giam, Drake nhìn thấy hai cha con cai ngục một mắt. Điều này khiến anh phải suy nghĩ lại về bản thân mình. Các cô công chúa ở bên ngoài cũng bắt đầu hành động. Bạch Tuyết sử dụng các con vật để tấn công đám cây. Lính canh xuất hiện liền ăn ngay chiếc giày của lọ lem vào mặt. Công chúa ngủ trong rừng thì chỉ việc ngủ cũng có ích. Hội chị em tự mình lao thẳng vào trận địa của địch. Lừa và mèo con đi giải cứu các nhân vật cổ tích khác. Bỗng nhiên họ gặp lại Arthur. Cố gắng giải thích cho cậu hiểu khi Drake phải làm như thế mới có thể cứu mạng cậu. Buổi biểu diễn do cha Minh bắt đầu, âm thanh và ánh sáng đã chuẩn bị xong. Hoàng tử cha Minh đây, ta sẽ tới giải cứu tình yêu của đời ta. Dù cho có bao nhiêu quái vật ta cũng sẽ đánh bại chúng. Vở kịch thì chán òm cho tới khi Drake xuất hiện. Fan của anh ở dưới hò reo nhưng lại bị bắt im miệng. Nghe tên cha Minh hát dở tới nỗi mà Drake phải thốt lên rằng má ơi cứu con với. Còn gì tệ hơn màn trình diễn này không? Khán giả ở dưới liền bật cười. Bộ đồ đẹp đó, có cỡ cho đàn ông không? Phía dưới lại được một pha cười hả hê khiến hắn trở nên tức giận. Ngay khi tên cha Minh chuẩn bị vung kiếm thì bị mẹ rồng ngăn lại. Các nhân vật cổ tích khác cũng xuất hiện. Bánh Quy thì đu xuống bằng tóc của công chúa nhưng hóa ra cô ta đội tóc giả. Nhận thấy không thể đánh lại thì tên cha Minh liền sai người tấn công nhóm của Drake. Mọi người nhanh chóng bị khống chế lại. Ngay khi chúng chuẩn bị xử lý Drake thì Arthur xuất hiện. Tại sao chúng ta phải làm như thế này? Các bạn chưa từng mong muốn có thể trở thành người khác sao? Thật khó để làm người lương thiện khi cả thế giới không cho phép. Nhưng một người bạn tốt của tôi từng nói, người ta đối xử với bạn theo kiểu bạn là người xấu. Hay kẻ thua cuộc thì không có nghĩa các bạn là như thế. Điều quan trọng là các bạn nghĩ mình là ai. Nghe xong bài diễn thuyết của Arthur thì mọi người đều buông vũ khí xuống.
Họ ôm lấy nhau khi biết quay đầu là bờ, riêng tên Cha Minh thì thấy quay đầu là vực thẳm nên hắn cầm vũ khí lên, định tấn công Arthur nhưng Shrek đã đỡ được. Tên Cha Minh bắt đầu nói về kỷ nguyên mới nhưng đâu biết Shrek là một ngôi sao hạng A, lần sau nên nhắm kỹ hơn nhé. Nói xong Shrek ném tên Cha Minh ra chỗ khác. Lâu đài kế bên đổ xuống khiến hắn ra đi mãi mãi, Arthur cũng giành được thứ thuộc về mình. Mọi người bên dưới đều ăn mừng khi họ có một vị vua mới. Ông thầy phép thuật cũng xuất hiện để biến lừa và mèo đi kia trở về như cũ. Chỉ còn mỗi cái đuôi, Shrek và Fiona cũng quay trở về đầm lầy, dành thời gian riêng để chăm sóc cho những đứa con mới chào đời của họ. Nếu bạn thấy hay thì có thể nhấn like và đăng ký kênh giúp tụi mình để tụi mình có động lực ra tiếp video nhé!